Và sau đây là giải thích đáng lưu ý cho Facebooker Phương Trân chia sẻ. Do Facebooker Phương Trân chia sẻ trên trang cá nhân ngày 1 tháng 8 năm 2022, từ nguồn Facebook Hùng Đoàn về lý do tại sao hộ chiếu mới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phát hành không ghi rõ nơi sinh. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tại sao hộ chiếu mới của Việt Nam không có nơi sinh? một quan chức giấu tên tiết lộ việc nơi sinh của hộ chiếu để hay không để đó đã được thảo luận kỹ trong giới chức có thẩm quyền chứ không phải là một sai sót về quy trình bởi việc đưa vào như cũ là rất đơn giản khi nay việc chuyển dữ liệu lưu nhân thân người từ hồ sơ sang là tự động bởi computer một thao tác rất đơn giản nhưng sau khi cân nhắc thì quyết định bỏ nơi sinh đây không phải chuyện an ninh gì ghê gớm mà phải giấu mà rất đơn giản là để tránh chuyện đi xin visa vào nước khác bị từ chối. Ở Việt Nam, những người có nơi sinh ở các tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và một số vùng ở Nam Định được liệt vào sổ đen blacklist của các nơi cấp visa. Thường là các sứ quán nước ngoài ở Việt Nam khi vào châu Âu thuộc khối Schengen là liên minh về visa và ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản những người có xuất xứ và nơi sinh từ các tỉnh này khi xin được visa vào các nước trên thì có khả năng cao sẽ trốn ở lại. Có những vùng như cả một huyện ở một tỉnh thì nếu được cấp visa để vào nước người ta đạt tỷ lệ trốn lại đến 100%. Bởi sự rủ rê trong làng, trong xóm, gây hiệu ứng đám đông rất mạnh. Vụ 39 người chết ngạt khi vào Anh Quốc bằng xe tải đông lạnh năm 2019 có đến 32 người là cùng một huyện và có 7 người trong cùng một làng nhỏ. Những người này phải đi chui nhủi đến cả tỷ bạc. Khi mà chỉ cần một chuyến đi du lịch Anh do công ty du lịch Việt tổ chức vào Anh, với lý do đi du lịch theo đoàn thì sẽ vào Anh được chỉ với 3.000 bạn Anh là cùng. Khoảng 80 triệu đồng Việt Nam. Nhưng họ không thể mua tour du lịch vào Anh được mà chịu mất đến 40.000 đô để chui nhủi trong xe ngạt thở mà chết đơn giản là nếu họ đưa hộ chiếu cho công ty du lịch để xin visa thì với xuất xứ nơi sinh đã có trong sổ đen sẽ bị từ chối ngay lập tức mà không cần xem xét bất cứ thứ gì để giúp đỡ công dân mình dễ dàng tìm đường cứu nước cứu nhà giới hữu trách đã xóa bỏ nơi sinh nhằm tạo điều kiện cho việc xuất khẩu được thêm phần mạnh mẽ bộ ngoại giao hoa kỳ mới đưa việt nam vào những nước có nạn buôn người có tổ chức mà không được ngăn chặn thậm chí có dấu hiệu có sự chia phối của nhà nước và chuyện gì xảy ra đã rõ mẫu hộ chiếu mới đã cấp cả trăm ngàn giờ bị nước ngoài từ chối vì họ nhìn ra cái trí khôn của ta đây của anh việt